luôn. Xin chào các bạn, đây là cảnh đi tàu vào ban đêm ở Nhật. Bây giờ một mình một tàu, không có ai cả, là ban đêm nữa chứ. Một con tàu trống vắng luôn. Bị sợ rồi. Hiện nay là mình đang trên đường đi làm về đây. Không có ai cả.